Chuyển trường ạ? Thì bây giờ mày đi học xa quá mà mày đi một mình mẹ cũng không yên tâm được đấy. Con thấy ở đây học rất là tốt, nhưng mà vấn đề học phí thì không sao, mày cố gắng được thì mẹ cũng cố gắng được, mày chỉ cần đấy mày chịu khó vào nghe chưa? Dạ vâng ạ. Thôi ăn cơm đi mẹ. Ăn cơm đi. Mẹ ơi. Mẹ cho con xin mấy trăm đi. Con đi học xin nhiều tiền để làm gì? Thì cái bài hôm trước ấy, hôm nay người ta giảm giá, mẹ mua cho con nhé. Tuần trước mẹ mới thấy con mua váy quần xong, giờ lại xin, mẹ hết tiền rồi đấy. Con nhà người ta xin một lúc được cả tiền triệu, đây con xin mấy trăm nghìn thì cũng không cho. Chào em. Anh có thể ngồi đây nói chuyện với em một chút được không? Đây là chỗ của bạn em. Anh đi ra chỗ kia ngồi đi. Ok, anh thấy em xinh gái. Anh muốn ngồi đây nói chuyện với em một tí. Trong đây có số điện thoại của anh ấy. Nếu em muốn đi chơi, em gặp khó khăn về tiền bạc thì cứ alo cho anh nhé, anh có thể giúp. Ngày mai mẹ cho con tiền đóng tiền học nhá. Cô nói ngày mai lại cuối rồi ạ. Bao tiền mà con? Hết 5 triệu. Cả lớp con đóng rồi, chỉ còn một mình con là chưa đóng tiền học thôi ạ. Là con đưa sổ cô gửi cho con, để cho cô. Khi cô lấy nữa đóng, chứ mẹ chưa có một tiền được. Ở trường cũ cũng đóng muộn, chuyển sang trường mới cũng đóng muộn. Nếu mà không có tiền thì nghỉ học cho xong. Cô gái gặp anh sáng nay ở quán nước vậy ạ? À, là cô bé diễn sướng lúc sáng ấy ạ? À?
Rồi em gọi anh có việc gì đấy? Chuyện sáng nay anh nói. Em uống gì gọi đi. Dạ thôi ạ. Anh ơi, chuyện em nhờ anh hôm qua ấy ạ. Anh có giúp được em không? Trong thẻ này có 10 triệu. Có đủ để mua quần áo và đóng học phí không? Anh làm gì vậy ạ? Ừ thì cứ ngoan đi, lại cho tiền mua quần áo. Lại mua váy mới đấy à? Mẹ hỏi buồn cười đấy. Không mua thì tôi nhặt được về chắc. Thế tiền đâu ra mà mua ba cái đồ mới này? Ở đâu không quan trọng, miễn là con không phải ngửa tay xin tiền mẹ là được. Này, cơm nước xong hết rồi, không lo ăn đi còn đi đâu? Con đi học thêm. Bây giờ con đi đâu cũng phải báo cáo với mẹ à? Con này, mẹ học ở đâu ra cái tính cãi mẹ đấy hả? Đứng lại. Mẹ lại muốn cái gì nữa đây? Thằng sáng nay mày đi cùng thằng nào đấy? Thằng nào? Con đi học chứ con đi cùng thằng nào? Chính mắt tao nhìn thấy chúng mày đi với nhau. Mà mày lại còn cãi à? Đúng. Tôi đi cùng người ta đấy thì sao? Hả? Người ta cho tôi tiền ăn học, cho tôi tiền mua quần áo, đưa tôi đi ăn những món ngon, chứ không phải là như mẹ. Có vài đồng bạc để đóng học, mẹ còn lo không xong. Mẹ lo không được ấy thì mẹ để cho người ta lo. Cái con này, nó nuôi mày ăn học để mày cãi tao như thế à? Thì sao? Nuôi ăn học xong bây giờ chửi là mất dạy đúng không? Phải, tôi mất dạy đấy. Vì tôi không có bố nên tôi mới mất dạy mày đấy. Người ta nói tôi là bà đi ngủ cùng với một người khác để có ra đứa con hoang này này. Bà vừa lòng mất chưa?